Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Phải nói là như vậy, những nỗ lực từ đầu trận và một cơ hội mà chúng ta đã nhận căng thẳng chiều để nâng niu nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xanh tươi sáng Việt Nam hỡi.
싸움.